Xin kính chào quý vị và bà con ngư dân. Vùng biển phía bắc của Biển Đông bao gồm huyện đảo Hoàng Sa trong đêm nay và ngày mai, cường độ gió đông bắc sẽ duy trì ở mức cấp 6. Sau đó thì không khí lạnh tràn về, gió đông bắc sẽ mạnh lên cấp 7, gây biển động kéo dài, không thuận lợi cho các hoạt động hàng hải và đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân. Khu vực giữa và nam của Biển Đông, 24 giờ tới cường độ gió đông bắc ở mức cấp 5. Sau tới ngày 27 tháng 11 thì tăng lên mức cấp 6 trên toàn bộ khu vực. Ngoài ra, ở khu vực phía nam của Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa sẽ còn duy trì thêm những cơn mưa rào và dông, làm cho tầm nhìn xa luôn ở mức thấp dưới 10 km. Nguy cơ xảy ra tố lốc cùng với gió giật mạnh. Tiếp theo, mời quý vị và bà con đến với những dự báo chi tiết cho các tuyến hải trình ra vào đảo. Trong 24 giờ tới, trường gió đông bắc trên khu vực Vịnh Bắc Bộ tạm giảm còn mức cấp 4, cấp 5. Nhưng mà từ chiều và tối mai, khi mà không khí lạnh được tăng cường mạnh trở lại, gió đông bắc sẽ mạnh lên, biển động kéo dài và không thuận lợi cho các hoạt động trên tuyến hải trình từ cảng Hải Phòng ra khu vực huyện đảo Bạch Long Vĩ. Các sóng lạnh tăng cường liên tục cũng làm trường gió đông bắc mạnh với tình trạng biển động ở khu vực biển miền Trung, bao gồm tuyến hải trình từ cảng Sa Kỳ ra khu vực huyện đảo Lý Sơn sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Ngoài ra tại đây thì còn có mưa rào và dông khiến cho tầm nhìn giảm thấp và nguy cơ tố lốc ở mức cao. Gió mạnh, sóng cao, biển động thì cũng là trạng thái thời tiết của toàn bộ khu vực biển phía đông của Nam Bộ, vùng từ Bà Rịa - Vũng Tàu trở vào đến Cà Mau trong suốt cả 3 ngày tới, và cũng như là khu vực biển miền Trung. Thì ở khu vực biển phía đông của Nam Bộ còn xảy ra những cơn mưa rào và dông về chiều tối. Vì ra khơi đánh bắt khai thác ngư trường của bà con ngư dân đi lại trên tuyến hải trình từ khu vực Vũng Tàu ra khu vực Côn Đảo trong 3 ngày tới cũng sẽ bị gián đoạn. Và đến đây bản tin thời tiết biển ngày 24 tháng 11 của Đài truyền hình số VTC cũng xin được khép lại. Kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị.